Một động thái mới từ nền kinh tế số 2 thế giới nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Và sáng nay, đồng loạt các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn của Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất huy động tiền gửi để giảm lãi suất cho vay trong đầu năm sau. Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng cắt giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm 0,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 2 năm 0,2 điểm phần trăm và 5 năm 0,25% một năm. Sau động thái của 4 ngân hàng quốc doanh lớn, các ngân hàng thương mại khác cũng đồng loạt giảm lãi suất huy động. Đây là lần cắt giảm lãi suất huy động thứ 3 của các ngân hàng quốc doanh lớn trong năm 2023 và cũng là đợt thứ 4 từ tháng 9 năm 2022. Từ đầu năm đến nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh giảm nhằm chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp. Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm phổ biến 3,45%, cho vay trên 5 năm 4,2% một năm. Dự báo, đầu năm tới, các ngân hàng thương mại Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Nhiều chuyên gia cho rằng, bằng cách giảm lãi suất, các ngân hàng thương mại có thể giảm chi phí nợ, tăng khả năng phục vụ nền kinh tế thực và phát triển chất lượng cao. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân tăng đầu tư và tiêu dùng để đẩy mạnh tăng trưởng nền kinh tế. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.